Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu các bác một xe đến từ thương hiệu Pháp, Godby dòng xe đua Cronus. Model của xe là model Cronus Bergium 530R. Thì cũng rất lâu rồi em mới về cái dòng xe Cronus này các bác nhá. Thì nay em về một chiếc với cái tông màu đỏ đen và trắng, được trang bị với Group Shimano Sora. Và bây giờ xin mời đánh giá của chiếc xe. Vâng, trên khung mình bác đây là cái mẫu dòng xe road bike đua Cronus, model là Bergium 530R với cái tông màu, ba màu chủ đạo là tông màu đen, đỏ và trắng, rất nổi bật trên khung mình các bác. Model của xe là Bergium 530R, các bác phải lên trên mạng để tìm hiểu thêm. Vì riêng cái mẫu bậc Cronus này thì cũng thời gian vừa qua cũng về rất là ít, cũng lâu lắm rồi không về một chiếc Cronus đó nhá. Thì riêng cái dòng xe Cronus này được trang bị với bộ khung rất là trường xe, khung ngang nhé. Thiết kế rất là trường xe là các bác thích nó có cả cao tầm trên mét 6-63 thì đi rất là đẹp. Xe làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ alloy 6061. Thì có lên trên mác là alloy 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ dành cho những cái dòng xe road bike cao cấp. Sẽ đi qua tổng thể sơn zin của xe nhé. Thì trong quá trình sử dụng thì có một vài vết sức nhỏ thôi ở phần phía đuôi xe. Tổng thể của xe còn rất là đẹp. Cổ phốt kia đông, cổ phốt là gọi ulo, cổ phốt kia đông nhôm. Sao trang bị với tay cuốn hiệu cao cấp, tay cuốn physics, tay cuốn thấm mồ hôi các bác nhé. Tay cuốn physics nhỉ, tay cuốn hiệu. Các bác đi có thể mồ hôi ra tay và thấm út, có lỗ li ti rồi, rất là bền. Sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip. Bên phải em sử dụng với bộ tay lắc bên tầng đĩa Shimano Sora. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Sora. Càng của Cronus nguyên bản theo xe. May Zoytech. Vành thì vành của Chopic nhá, vành đến thương hiệu Pháp. Chopic nhỉ. Chopic thì em giới thiệu những dòng xe địa hình và dòng bốc bạn rất là nhiều rồi. Vành Chopic, vành hiệu Pháp, vành nhôm hai lớp. Sử dụng với lốp hiệu Continental Ultra Sport Continental. Vành và lốp hiệu luôn. Ở dưới khung xe có một cái mã vạch chính hãng của xe. Đằng sau sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Sora. Cọc yên nhôm. Yên nguyên bản theo xe, yên có một vết rách nhỏ ở dưới đằng sau nhé. Củ đề sau là củ đề Shimano Sora, được trang bị với 9 tầng lip. Vành đằng sau được trang bị với vành của Chopic, đến thương hiệu Pháp, vành nhôm 2 lớp. Cũng sử dụng với lốp Continental Ultra Sport, dòng lốp nhẹ nhé. Và bây giờ xin lo cho con đứng vào khung xe. Và cho các đứng ở khung xe là size 50. Chiều ngang khung là size 52. Thì các bác 1m63 đổ lên đi vừa. Đùi đĩa Shimano 2 tầng đĩa. Và bây giờ xin mời anh chị thức hoạt động của xe. Lên lip rồi. Xuống lip. Bên phải em là đùi đĩa Shimano, gạt đĩa Shimano Sora lên đĩa. Carbon và trơn tru. Và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua road bike Cronus model Bergium 530R đến từ thương hiệu Pháp, xe trang bị với Group Shimano Sora. Và xe tốt nhất em là 9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là con thân mẹ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube kênh Xe Đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh và gặp các chương trình ngày mai.